xin chào tất cả nhé. Hưng xe đạp bên em hôm nay có một đơn. Đơn này là đơn địa hình Nissan, giá 10.8 triệu. Thì hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác. Địa hình Nissan giá 10.8 triệu đi Hà Nội. Chưa em gửi thùng hàng chưa.